Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Có Lóc. Ngày nay nhà cũng có làm mấy món cơm chiều nha cả nhà. Nhà xem clip thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều hôm nay mình làm cái món này là gà mình áp chảo nha cả nhà. Ở đây là mình sử dụng đùi gà nha. Đùi gà này là mình đã rút xương ra hết rồi nha. Đùi gà áp chảo. Với lại mình làm món nữa thì ở đây mình có mua một ít cật nha. Ở đây mình xào với ngũ quả nha cả nhà. Ở đây thì cũng có ớt chuông, hành tây, rồi cà rốt. Ở đây mình cũng có hành tây nha. Ở đây nguyên liệu thì cũng có là hành tỏi. Rồi, mời cả nhà theo chân gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây bây giờ hành tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn nha cả nhà. Ở đây gà thì mình cũng khứa gà luôn nha cả nhà. Khứa có đường ra nha, để cho gà nó mình ướp gia vị cho thấm vô gà nha. Thì ở đây mình cũng ướp vô gà mới gia vị như cả nhà. Như thường lệ thì mình ướp đường, bột ngọt, hạt nêm. Ở đây thì mình cũng cho thêm 2 muỗng tương ớt nha. Ở đây mình cũng cho thêm 2 muỗng nước mắm nha cả nhà. Thì ở đây hôm nay mình sử dụng ớt bột nha. Ớt bột nó mình ướp vô gà để cho nó tăng cái màu lên cho gà nó đẹp nha cả nhà. Ở đây mình cũng cho thêm 1 muỗng dầu điều nha cả nhà. Ở đây tiếp tục mình cho hành tỏi băm, hành gừng băm, nhuyễn bỏ vô luôn nha cả nhà. Mình trộn cho cái hỗn hợp có còn nó thấm vô gà nha. Ở đây cà heo này mình cũng khứa nó ra nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình mới sắc nhỏ lại nha. Sắc cái miếng vừa ăn để mà mình xào. Thì ở đây mình cũng ướp vô cật heo mới gia vị nha cả nhà. Ở đây mình cũng cho một ít hành tỏi băm vô luôn nha. Thì bây giờ ở đây mình cũng bắt chảo lên để mình xào cật heo nha cả nhà. Vì ở đây chảo cũng đã nóng rồi nha, mình cho dầu ăn vô nha. Vì dầu cũng đã nóng rồi, tiếp tục mình cho hành tỏi băm vô luôn nha cả nhà. Bây giờ hành tỏi ở đây mình cũng đã vàng rồi nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục mình cho cà heo vô luôn nha. Ở đây mình cũng cho thêm một ít dầu hào vô trong cà heo luôn nha cả nhà. Ở đây bây giờ tiếp tục mình cho cà rốt luôn nha cả nhà.
Thì ở đây mình cũng cho ớt chuông với lại củ hành tây luôn nha cả nhà. Vì hai cái loại này thì nó nhanh chín nha. Thì ở đây mình nêm một ít gia vị là nha cả nhà, vì nãy mình cũng đã có ớt vô thịt nha, vô cật rồi nha, cho nên bây giờ mình chỉ mình nêm sơ lại thôi cho nó vừa ăn theo khẩu vị của gia đình nha. Đây bây giờ tiếp tục mình cho cần tây vô luôn nha cả nhà. Cần tây này thì nói chung là cũng để vô là đảo qua đảo lại thì nó cũng đã chín rồi. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít tiêu nha cả nhà. Như vậy thì cái nồi như vậy thì cái chảo cật heo mà xào với lại rau củ của mình cũng đã xong rồi nha. Thì bây giờ ở đây cũng tiếp tục mình bắt chảo lên để mình áp chảo gà nha cả nhà. Thì ở đây mình gà này mình áp chảo là mình không sử dụng dầu nhiều nha. Dầu nó nóng. Giờ chảo dầu mình cũng đã nóng rồi nha cả nhà, tiếp tục mình cho gà vô luôn nha. Chú ở cửa nhìn con nha. Bữa em là cô chú em coi nhìn con nha. Dạ, ăn cơm cùng gia đình luôn nha. Mà cả nhà ăn cơm chiều cùng gia đình mình luôn nha. Chú làm gì đó làm gì nha. Lắm con sẽ làm ít tốt. Cô chú ăn rồi đúng không? Đúng cái này không chịu gia đình mình nha. Bún chén luôn. Mà cái nhà nha. Xào nhé. Nhé. Còn cơm chưa nhỉ? Rồi. Anh
cô cầm cái đũa và tất cả nó vừa bụng cô bưng cái chén lên vậy vậy thì nó dính rồi nhìn cái chén này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Video mình cũng đã dài nha cả nhà, tạm thời 5 phút nha. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà tập liệt có thể hay với khi hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like và một cái kênh nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.